Bầu Thụy chia sẻ clip hiếm về Phi Nhung, tức giận mắng thẳng mặt quản lý cố ca sĩ vì Hồ Văn Cường. Đoạn clip mới đây do Bầu Thụy chia sẻ gây chú ý với cư dân mạng. Đáng nói, ông còn tức giận cho rằng phát ngôn trước đó của quản lý cố ca sĩ là không có lương sỉ. Ồn ào tiền nong giữa Hồ Văn Cường và phía Phi Nhung vẫn chưa thực sự lắng xuống dù đã bàn giao xong cũng như chấm dứt hợp tác. Sau khi quán quân Việt Nam Idol Kids quyết định rời công ty của mẹ nuôi, nhiều đại gia đã ngỏ lời muốn giúp đỡ cậu bé phát triển sự nghiệp sau này. Trong số đó, Bầu Thụy là người có những động thái gây chú ý nhất. Mới đây, chiều 24 tháng 10, Bầu Thụy bất ngờ chia sẻ clip cũ của Phi Nhung và các con nuôi. Trong đó nữ ca sĩ cùng các con đang đập heo tiết kiệm để ăn Tết. Đáng nói, giọng ca, Bầu ơi đừng khóc, tỏ ra rất thành thục khi ngồi đếm tiền. Điều này trái ngược hoàn toàn với phát ngôn trước đó của quản lý Diễm Phạm. Trước đó, Diễm Phạm từng bức xúc khi cố ca sĩ bị nghi ngờ ăn chặn tiền cát xê của Hồ Văn Cường. Người quản lý cho biết Phi Nhung là người không màng đến tiền bạc, thậm chí còn không thể phân biệt nổi tờ 20.000 và 500.000. Đính kèm video, Bầu Thụy bức xúc, xem kỹ video này xem quản lý Phi Nhung nói oan cho Phi Nhung không biết nhận biết tờ 20.000 và 500.000 thật là không có lương sỉ. Chấm than, dưới phần bình luận, cộng đồng mạng cũng không khỏi bất ngờ, liên tục để lại bình luận công kích phía Phi Nhung. Họ cho rằng chính quản lý đã đẩy sự việc đi xa, khiến công chúng mất cảm tình với Phi Nhung nhiều hơn. Thậm chí dù nữ ca sĩ đã qua đời vẫn phải chịu dè bỉu vì những sự việc như trên. Đám đông còn hy vọng Bầu Thụy sẽ cố gắng liên hệ và giúp đỡ Hồ Văn Cường như lời ông đã hứa. Cũng phải nói thêm, sau khi Hồ Văn Cường nhận lại tiền và quyết định rời công ty, nhiều người thân quen với Phi Nhung lần lượt đăng bài mỉa mai, chỉ trích nam ca sĩ. Họ lên án thái độ dửng dưng của quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 khi biết mẹ nuôi bị oan ức. Không chỉ vậy, những người này còn ẩn ý cho rằng Hồ Văn Cường và gia đình cậu không hề đơn giản như dư luận vẫn nghĩ. Trước loạt ồn ào, giọng ca nhí đến nay vẫn giữ im lặng. Bầu Thụy đăng đàn gọi thẳng tên Phi Nhung, Hồ Văn Cường, chất vấn kẻ đứng sau, đạo diễn, mọi chuyện. Chia sẻ mới đây của Bầu Thụy khiến dân mạng càng nghi ngờ có người cố tình lèo lái dư luận, đổ oan cho Hồ Văn Cường. Bên cạnh đó, ông còn khẳng định mọi người đang hiểu không đúng về câu chuyện của con nuôi Phi Nhung. Sau khi Phi Nhung qua đời, ồn ào tiền nong giữa cô và Hồ Văn Cường vẫn chưa hết gây ồn ào. Quán quân Việt Nam Idol Kids đã nhận lại toàn bộ tiền nhưng dư luận lại bắt đầu dị nghị nam ca sĩ. Nhiều người cho rằng Hồ Văn Cường, ăn cháo đá bát, thờ ơ khi mẹ nuôi bị nghi oan. Nhiều thành viên trong ekip của Phi Nhung cũng lên tiếng chỉ trích cách hành xử của cậu bé. Ngược lại, đám đông lại cho rằng nhóm người đang cùng nhau bắt nạt một cậu nhóc 18 tuổi. Biết Hồ Văn Cường rời khỏi nhà của Phi Nhung, đồng thời chấm dứt hợp đồng với công ty của mẹ nuôi, một số đại gia đã ngỏ ý muốn giúp đỡ nam ca sĩ. Trong số đó, Bầu Thụy là cái tên gây chú ý nhất. Vừa qua, vị doanh nhân này tiếp tục có bài đăng nói về Hồ Văn Cường và Phi Nhung, khiến cộng đồng mạng lại thêm một phen xôn xao. Trên trang cá nhân, Bầu Thụy chia sẻ, giá như cố ca sĩ Phi Nhung còn sống mọi chuyện tốt đẹp biết mấy. Giá như quản lý Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường trước lúc Phi Nhung qua đời. Giá như trả tiền Hồ Văn Cường trước và sau 49 ngày mất Phi Nhung. Chấm than, giá như quản lý Phi Nhung không chụp ảnh đăng Facebook trả tiền cho Hồ Văn Cường ngay lúc tang lễ đang diễn ra tại Mỹ thì tốt. Giá như trả lại YouTube và Facebook cho Hồ Văn Cường thì tốt. Giá như đừng đến nhà Hồ Văn Cường từ 17 giờ gần 23 giờ để livestream thì tốt biết ngàn lần. Nếu như Hồ Văn Cường đi xe Rolls Royce ở nhà riêng thì hãy nói vô ơn bạc nghĩa. Ai là đạo diễn việc làm trên? Rất nhiều những hiểu lầm suy nghĩ không đúng về câu chuyện này. Cường ơi, còn bản lĩnh để vượt qua mọi đau thương mất mẹ và sớm lấy lại tinh thần để không phụ lòng mẹ Phi Nhung và khán giả yêu quý hai mẹ con. Bài đăng của Bầu Thụy khiến cộng đồng mạng lại nghi ngờ có người đứng sau, đạo diễn, mọi chuyện, cố tình lèo lái dư luận hiểu sai về Hồ Văn Cường. Rất nhiều ý kiến đồng tình với vị doanh nhân, càng mong mỏi ông sớm liên lạc được với con nuôi Phi Nhung và giúp đỡ cậu bé như lời hứa trước đó. Sau khi ngỏ ý muốn đỡ đầu cho Hồ Văn Cường, Bầu Thụy có động thái đặc biệt tưởng nhớ cố NS Phi Nhung. Cố nghệ sĩ Phi Nhung là một trong ba thần tượng của Bầu Thụy, người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt Nam, từng ngỏ ý đỡ đầu Hồ Văn Cường. Vào ngày 14 tháng 10 vừa qua, Bầu Thụy, người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt Nam gây chú ý khi đăng bài viết ngỏ ý muốn đỡ đầu cho Hồ Văn Cường sau khi cố NS Phi Nhung qua đời. Vị đại gia đình đám cho biết, Cường ơi chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ekip như của anh ba danh ca, ca sĩ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát. Và học đại học, nếu như Hồ Văn Cường đi xe Rolls Royce ở nhà riêng thì hãy nói vô ơn bạc nghĩa. Sau khi ngỏ ý muốn đỡ đầu cho quán quân Việt Nam Idol Kids 2016, tối ngày 20 tháng 10 trên trang cá nhân,
Bầu Thụy có động thái đặc biệt tưởng nhớ cô NS Phi Nhung. Theo đó, ông quyết định đổi hình đại diện Facebook cá nhân sang hình của NS Phi Nhung và đính kèm chú thích, kính lễ thần tượng của tôi. Đồng thời, đại gia Đức Thụy còn đăng tải hàng loạt clip kỷ niệm đẹp của mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Hành động này cho thấy tình yêu thương đặc biệt của vị đại gia dành cho hai mẹ con Phi Nhung. Được biết, ngoài danh ca Ngọc Sơn, Phi Nhung và Hồ Văn Cường là những nghệ sĩ thần tượng của Bầu Thụy. Bầu Thụy chia sẻ nhiều clip hình ảnh về Phi Nhung và Hồ Văn Cường trên trang cá nhân. Trước đó, khi nói về lùm xùm cát xê của Hồ Văn Cường, vị bầu sâu này chốt hạ một câu, nếu như Hồ Văn Cường đi xe Rolls Royce ở nhà riêng thì hãy nói vô ơn bạc nghĩa. Ai là đạo diễn việc làm trên? Rất nhiều những hiểu lầm suy nghĩ không đúng về câu chuyện này. Ông vạch ra 7 điều, giá như, trong vụ ồn ào của Hồ Văn Cường và cách xử lý từ ekip của cố ca sĩ Phi Nhung. Bầu Thụy bênh vực Hồ Văn Cường giữa ồn ào cát xê. Ông mong muốn được hỗ trợ Hồ Văn Cường học đại học, theo đuổi đam mê ca hát và xây dựng ekip riêng. Danh ca Ngọc Sơn đã nhận lời giúp đỡ con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung như mong muốn của Bầu Thụy. Nếu như Hồ Văn Cường đi xe Rolls Royce ở nhà riêng thì hãy nói vô ơn bạc nghĩa. Danh ca Ngọc Sơn thông báo tình trạng hiện tại của Hồ Văn Cường, một câu nói mà dân tình thở phào. Lỡ nói danh ca Ngọc Sơn chê trách Hồ Văn Cường, Long Nhật, tôi xin phép rút lại, xin chịu cho riêng mình. Hiện Hồ Văn Cường vẫn chưa có thêm bất cứ phát ngôn chính thức nào sau khi được Bầu Thụy và NS Ngọc Sơn ngỏ ý muốn nâng đỡ. Bầu Thụy có một động thái đặc biệt dành cho Hồ Văn Cường, tương tự đã làm với cố ca sĩ Phi Nhung. Kể từ khi lên tiếng ngỏ ý muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường, mọi động thái của ông bầu này được cư dân mạng quan tâm. Thời gian qua, lùm xùm cát xê giữa nam ca sĩ nhí Hồ Văn Cường và cố ca sĩ Phi Nhung thu hút sự chú ý rất lớn từ khán giả. Cùng thời điểm đó, ông Nguyễn Đức Thụy còn được gọi là Bầu Thụy, người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản gần 1 tỷ đô la Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng chỉ bảo và giúp đỡ tận tình Hồ Văn Cường để cậu có thể đi theo đam mê ca hát và học đại học. Hồ Văn Cường không được mời qua Mỹ biểu diễn, trang trần xéo sát, có cần, có muốn cũng không được. Vào sáng nay 21 tháng 10, ông Bầu đã đổi hình ảnh đại diện là cố ca sĩ Phi Nhung nhằm tưởng nhớ giọng ca Bông Điên Điển. Chiều cùng ngày, trên Facebook cá nhân, Bầu Thụy có động thái khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý. Ông đã thay đổi ảnh đại diện của mình thành bức hình của nam ca sĩ nhí Hồ Văn Cường. Kèm theo bức ảnh, Bầu Thụy viết dòng chú thích, thần tượng của tôi. Được biết Phi Nhung và Hồ Văn Cường đều là những nghệ sĩ yêu thích của đại gia Đức Thụy. Bầu Thụy thay đổi ảnh đại diện thành hình ảnh của Hồ Văn Cường. Sáng nay, Đức Thụy cũng đã đổi ảnh đại diện của mình là cố ca sĩ Phi Nhung. Trước đó, đại gia Đức Thụy còn đăng tải hàng loạt clip kỷ niệm đẹp của mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Ông từng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ Hồ Văn Cường học đại học, theo đuổi đam mê ca hát và xây dựng đội ngũ ekip riêng. Dấu lớn, cho tới nay, Hồ Văn Cường vẫn im lặng, chưa từng chính thức lên tiếng sau khi được nhiều người bày tỏ mong muốn giúp đỡ.